Antifan Hoa hậu Ý Nhi bị tố gây rối trật tự, làm phiền nhiều khách tại quán ăn. Một số người bày tỏ sự bức xúc khi nhóm Antifan Hoa hậu Ý Nhi gây rối trật tự công cộng tại nhà hàng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Antifan Hoa hậu Ý Nhi tổ chức gặp mặt, ăn uống. Đáng chú ý, trong buổi off fan này còn có tấm băng rôn lớn ghi dòng chữ off anti Ý Nhi, hãy trả lại vương miện. Thông tin ở băng rôn cũng ghi rõ sự kiện diễn ra vào ngày 5 tháng 8 tại Hà Nội. Qua bức hình chụp hàng trăm người được cho là anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, những tưởng buổi gặp gỡ được tổ chức với quy mô lớn. Tuy nhiên đến mới đây, đã có nhiều netizen lên tiếng vạch trần sự thật. Cụ thể, một số người tự nhận là khách đến ăn tại quán ngày hôm đó cho biết buổi off anti-fan này chỉ vỏn vẹn vài người tham dự. Trong suốt quá trình tổ chức sự kiện, họ liên tục làm ồn, thậm chí đi vòng quanh các bàn để chụp ảnh gây khó chịu cho những vị khách khác. Chị NHM chia sẻ, mang tiếng là anti-fan văn minh nhưng đến quán liên tục hô hào những khẩu hiệu khó hiểu, chẳng khác nào đa cấp. Một tài khoản mạng xã hội khác cũng bức xúc không kém, hôm đó tôi đi ăn với gia đình thì thấy nhóm này ở bàn đối diện. Họ đưa tấm băng rôn lên trước quán rồi chụp ảnh, dính cả mặt tôi. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều nhưng khi thấy nội dung viết trên băng rôn thì tôi thực sự rất bực. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cho rằng việc mở buổi họp anti-fan thế này là đang làm quá, hoàn toàn không nên. Nếu buổi họp fan này là có thật thì thực sự quá đáng, nhiều người đang bị làm quá lên. Có thể em ấy phát ngôn sai nhưng cách làm này rất bạo lực tinh thần, rảnh quá không có việc làm hay sao mà đi họp anti đông dữ vậy, là những bình luận của netizen về bức ảnh được lan truyền. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi liên tục gây tranh cãi vì những phát ngôn và miệng trong các buổi phỏng vấn. Dù đã hai lần lên tiếng xin lỗi nhưng cô vẫn không thể xoa dịu được cơn phẫn nộ của dư luận. Hiện tại, group anti-fan của Ý Nhi đã có gần 600.000 thành viên tham gia, chỉ sau một tuần thành lập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.